Đây là khu nhà của Amarin, người gọi là già làng của buôn Akothong. Cái trăm ở nhà quá đẹp ghê không? Tôi thấy hoa vàng trên ác cỏ thông. Coi cầu thang cái như một biểu tượng là linh thiêng. Đây là một cái buôn gọi là đầu nguồn Akothong, được già làng Amarin lập